Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một căn nhà, một miếng đất có căn nhà cấp 4 cũ trên đây nha. Thì căn nhà này miếng đất này diện tích bề ngang là 36, dài 24, tổng diện tích là 87m, thổ cư có căn nhà cấp 4 một trệt một lửng. Thì đây là thuộc đường Hàng Xài, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Thì gần chợ Cái Răng, thì đường rất là thông thoáng, đường trước nhà là 5m lộ nhựa, cách đường Phạm Hùng khoảng sát một bên luôn, sát bên đường Phạm Hùng hơn. Thì dân sinh sống ở đây rất là đông đúc. Thì nhà này, cái chỗ vị trí nhà này thì thuận tiện mua bán kinh doanh đa ngành nghề. Thì ở phía trước có sân đậu xe phía trước, và ở phía trong thì có hai phòng khách, thì nhà còn sử dụng được nha. Nhà đã qua sử dụng một thời gian, cũng cũ thì cũng còn sử dụng được. Thì chủ đang bán cũng như là bán cái nền nha, tặng luôn cái căn nhà cấp 4 này. Thì căn nhà này đang quay về hướng Tây Nam. Diện tích bề ngang thì 3m6, dài 24, 87m. Thì pháp lý thổ cư thì bán cái nền tặng cái nhà cấp 4. Thì để quay hết cái vị trí trong căn nhà cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Phòng khách thì rất là rộng rãi, có ở phía trước có chỗ đậu xe, phía trước sân trước rất là rộng luôn. Nhà hai lớp cửa luôn nha. Đây là phía trước của căn nhà, quý chú anh chị em nào có nhu cầu quan tâm đến coi thực tế căn nhà, nhà mua bán thì gặp chủ mình thương lượng mua bán. Đây là cái phía trước căn nhà ha. Rộng rộng đây, đường phía trước nhà thì rất là đông đúc. Đường này sẽ đi ra đường chợ Cái Răng cũng được luôn. Còn đường bên đây sẽ là ra quốc lộ 1A từ Thơ về Sóc Trăng ha. Nhìn xe tải ở phía trước này đó. Thì mời quý chú anh chị em mình vô trong nhà tham quan trong căn nhà. Thì cũng như là miếng đất về ngang 36, dài 24, thì có căn nhà cũ thì chủ đang nhu cầu bán giá khoảng tầm 2 tỷ 9, giá ngợp dữ lắm luôn rồi nha. Thì chủ đưa ra cái giá rất là ngợp luôn cho quý cô chú anh chị em mình mua sở hữu tại trung tâm quận Cái Răng, gần chợ nổi Cái Răng. Thì bán kính trong vòng 500m thì đầy đủ tiện ích hết. Căn nhà này hiện thời thì có 3 phòng ngủ và một cái đất gác lửng ở trên. Đây là phòng ngủ trong căn nhà, rồi hết phòng khách thì tới phòng ngủ ha. Và đi dài ra phía sau thì đây là một không gian sinh hoạt chung trong căn nhà ở phía sau. Và ở phía sau này thì cũng có cái không gian bếp ở phía sau này đó. Thì rất là rộng rãi thoải mái. Thì nói chung thì cái này là chủ có nhu cầu bán cái nền tặng luôn nhà cấp 4, chứ không phải là cái này nhà cũng còn sử dụng được. Nhưng mà quý cô chú anh chị em nào mua về thì sửa lại này, cất mới lại, chứ này cũng xuống cấp nhiều ha. Đó, có cái gác lửng ở trên luôn nè. Thì nói chung thấy cũng còn chắc chắn nhưng mà cũng cũ em ha. Thì diện tích bề ngang 4, bề ngang 3m6, dài 24 thì 87m này. Pháp lý thổ cư quay về hướng Nam, thì chủ có nhu cầu bán thì quý cô chú anh chị em là có vui lòng muốn mua thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040. Sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi vị trí nhà. Còn khi vừa ý thì trực tiếp mình gặp chủ mình thỏa thuận về giá cả ha. Thì nói chung giá chủ đưa ra giá lúc này là giá ngợp nha. Còn thay đổi xa lên xuống thì giá 2 tỷ 950 là sở hữu một cái diện tích rất là đẹp luôn tại trung tâm quận Cái Răng. Thì quý cô chú anh chị em nào dĩ một cái chỗ tại trung tâm quận Cái Răng, bán kính trong vòng 500m đầy đủ tiện ích hết, thì đây là một cái nền có ngôi nhà rất đẹp. Thì cái nền rất đẹp ha, căn nhà cũ nó hồi lộn xộn hết trơn, thì quý cô chú anh chị em thông cảm bỏ qua. Thì nói chung là cái này bán cái nền diện tích tại bề ngang 36 và 24 hướng Tây Nam, giá chủ đang ngợp tắt thở luôn.
Hồi cũ thì 3 tỷ mấy mà bây giờ cũ tột xuống còn 2 tỷ 950 bán lỗ luôn. Cho quý cô chú anh chị em nào cần sở hữu, quá ngợp rồi, tụt giá lúc này không mua thì còn lúc nào mua được nữa. Thì số điện thoại 0396 40 0040, quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu đến coi và vừa ý thì trực tiếp gặp chủ mình mua bán. Thì nói chung tại quận Cái Quan Găng thì đầy đủ tiện ích hết, thì cũng không cần thiết phải nói gì ha. Thì cách chợ Cái Găng đâu đó tầm chừng 500 mét là chúng ta tới chợ Cái Găng rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Xin cảm ơn rất nhiều.